Theo tình huống giả định, một đoàn tàu tuyến metro Nhổn ga Hà Nội đang đi từ ga S2 Minh Khai về ga S1 Nhổn thì hành khách phát hiện khói trong tàu. Ngọn lửa phát ra từ pin máy tính trong vali đặt dưới ghế ngồi. Khi phát hiện sự cố, lái tàu điều khiển tàu đến ga S1. Tuy nhiên, chỉ tiếp cận ga S1 một phần đủ để sơ tán hành khách nhằm giảm ảnh hưởng đến nhà ga này. Ngay sau khi dừng tàu, hành khách được nhân viên nhà ga hướng dẫn thoát hiểm. Các bộ phận khác như lái tàu, nhân viên điều độ chạy tàu, trưởng OCC, trưởng khu ga và nhân viên nhà ga tiếp tục phối hợp để xử lý sự cố, đưa người bị nạn ra ngoài, đồng thời liên hệ các đơn vị chức năng như phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đơn vị y tế, cảnh sát giao thông có mặt để hỗ trợ. Toàn bộ quá trình từ lúc phát hiện đến lúc hoàn thành việc xử lý sự cố trên diễn ra trong khoảng 16 phút. Buổi diễn tập này đánh dấu việc hoàn thành kịch bản cuối cùng trong 57 kịch bản ở bước vận hành thử đoạn trên cao tuyến metro Nhổn ga Hà Nội. Và hôm nay thì chúng ta có tổng cộng là 257 người tham gia. Có thể nói là kịch bản hôm nay đã được thực hiện một cách thành công, bởi vì lý do là đầu tiên là chúng ta chỉ cần có 8 phút kể từ khi mà tàu dừng để có thể di chuyển tất cả hành khách từ trên tàu ra ngoài, những hành khách bị thương từ trên tàu ra ngoài ke ga, và sau đó là mất thêm 8 phút cho các cơ quan chức năng đi lên trên nhà ga và giải cứu tất cả các hành khách bị thương. Đây là một con số rất là đáng được ghi nhận. Cái quá trình 2 tháng vận hành thử thì tôi đi rằng nhân sự đã sẵn sàng để có thể đưa tuyến vào vận hành. Buổi diễn tập kịch bản khẩn cấp sơ tán nhà ga được đánh giá thành công, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đây cũng là minh chứng cho sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống trước khi bước vào vận hành thương mại. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, hiện dự án đang bám sát tiến độ, dự kiến đi vào khai thác thương mại đoạn trên cao trong cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2024.